Chương 223, cái áo nhỏ thân thiết. Cô như vậy làm anh cảm thấy kích động, đến lòng cũng rối loạn, bất chấp tất cả đòi cô cam kết. Cuộc sống hy vọng, cuộc sống đương nhiên có hy vọng mà, nhưng phải ba người chúng ta cùng sống với nhau mãi mãi có đúng không? Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, trong mắt anh dường như nhuộm ánh đèn chiều tà, vầng sáng rực rỡ sâu hút, rõ ràng là hình bóng của cô. Ngón cái, tay trái cô vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh khẽ mỉm cười. Có lúc người đàn ông này quả là ngốc nghếch. Trong giây phút cô đeo chiếc nhẫn cho anh, còn chưa đủ tỏ rõ cõi lòng cô à? Cô không nói gì, chỉ là nhón chân lên, khẽ hôn lên đôi môi anh. Anh đứng ngây người ước chừng hơn nửa phút, sau đó phát ra tiếng kêu quái dị. Đột nhiên kích động từ trên bờ cát nhảy cẫng lên, nhảy rất cao, chọc cho những du khách đứng xung quanh nhìn bên này chằm chằm. Cô quỳ lên khẽ cáu gắt, đừng có điên nữa, mắc cỡ chết đi được. Anh nhưng lại như không có chuyện gì, nơi này là Hồng Kông không phải Bắc Kinh, ai biết ai đâu chứ. Hơn nữa coi như ở Bắc Kinh anh đâu có sợ. Anh khoe khoang hạnh phúc của mình, quan hệ gì tới những người ngoài chứ. Y thần bị anh làm hấp dẫn, nở nụ cười kỳ lạ. Cậu út, cậu sao vậy? Tạ Thần An giật mình chạy tới ôm Y thần xoay lên vòng. Cháu ngốc à, cậu rất vui có hiểu không? Hạ Văn Lộ ở xa nhìn hai người bọn họ, nhìn người đàn ông trước mắt sắn ống quần dày cộm, ầm ĩ chạy nhảy loạn xạ, nào còn nửa phần bóng dáng tế hạ kinh thành, tuấn lãng thanh nhã chứ. Quả thực giống như là đứa trẻ được ăn kẹo, hành động rất ngây thơ y như là y thần. Nhưng chỉ nghe rõ ràng ngây ngốc, ngây thơ như vậy, sao nhìn cứ đẹp trai như thế? Anh ôm Y thần trở lại bên cạnh cô, đoạn lấy máy chụp hình trong tay cô, gọi du khách vừa đi ngang qua. Xin phiền chút, nhờ chụp hình cho tôi một bức. Du khách hớn hở đồng ý. Vậy được rồi, cả nhà xích lại gần hơn chút. Cả nhà ư? Ngay tổ hợp từ này, Hạ Vãn Lộ, Tả Thần An không hẹn cùng nhau nhìn, rồi sau đấy mỉm cười. Vì vậy cái nụ cười này cùng biển trời sau lưng hòa cùng dừng ở hình ảnh này. Một tấm nữa nào, em bé xinh đẹp à, ôm cổ ba mẹ nào. Y thần nghe lời, hai đôi tay nhỏ bé cùng nhau vị lên cổ Thần An và Hạ Vãn Lộ. Cô không đi cải chính sự hiểu lầm của du khách, mà hai từ ba mẹ làm cho trong lòng hai người bọn họ có chút hồi hộp, chỉ là hết sức lại ngọt ngào. Sau khi chụp xong, Y thần lớn tiếng, "Di à, thêm một tấm nữa đi ạ, cảm ơn." "Ừ, được rồi." Vị du khách thấy ba người trước mắt thực sự xinh đẹp. Ba mẹ xinh đẹp, con gái giống ba, quả thực là tiểu thiên sứ xinh đẹp mà. Tổ hợp như vậy làm người ta chụp hình cũng muốn nghiện luôn. Vì vậy tiếng lách tách không ngừng phát ra. Cái con nhóc Y thần tiểu ma quái này hôn lên mặt Thần An và Hạ Vãn Lộ mấy cái, toàn bộ bị chụp vào trong ảnh luôn. Quá đẹp đấy. Lữ du khách ra máy chụp hình trả lại cho anh, từ đáy lòng cũng phải thốt lên như vậy. Vậy ừ, đến tận sau này bọn họ mới mở ra nhìn lại từng tấm hình. Phong cảnh trời nước một màu, khuôn mặt bọn họ tươi cười, quả thực sáng lạn hơn cả ánh nắng chiều. Anh không khỏi tán thưởng, đẹp quá, quay về xử lý một chút, hiệu quả hơn so với mấy cái ở studio chụp áo cưới. Chảnh qua đi, biết rồi, đó là do có anh Tả Tam Thiếu, anh Tuấn đẹp trai tiêu sái. Nhớ tới bộ dáng tự kỷ của anh khi đi chụp hình cưới, Hạ Bát Lộ không khỏi phát nôn về anh. Anh cúi đầu cười, nụ cười có chút xấu xa. Đâu có, lần này không chỉ có anh đẹp trai, có người đẹp, không gì sánh nổi mà. Cô hừ một tiếng, không nói mà nghĩ thầm, cái này cũng không có sai mà. Vì thế anh lập tức nói thêm, Y thần nhà chúng ta mới là người đẹp nhất. Trong lòng cô mới vừa dấy lên ngọn lửa nhỏ vui mừng, hớn hở như vậy, cứ như thế bị dập tắt. Được rồi, Y thần đẹp, cô thừa nhận không sai. Nhưng mà cô không nói tiếng nào nữa, nhấc chân lên đi, thực sự lý nào lại vậy chứ? Anh nhìn bóng lưng cô cười cười, thực sự đã trở lại rồi. Cái người Hạ Vãn Lộ biết cười, biết tức giận, bị biến đổi sắc mặt trước mặt anh thực sự trở lại. Y thần nắm vạt áo anh khẽ hỏi, mợ út sao thế cậu út? À, mợ út tức giận với cậu út. Con nói cậu út nên làm sao? Anh cầm tay nhỏ bé của bé đi theo sau cô. Vậy cậu út hơn mẫu út một cái. Lúc mẹ con tức giận, y bảo hôn mẹ. Mẹ liền cười đấy. Y thần suy nghĩ một chút nói. Mặc dù bé bây giờ cũng biết con trai hôn con gái rất xấu hổ, nhưng biện pháp này rất hiệu quả mà.
Vậy tốt, đề nghị tốt. Mau bắt lấy mợ con nào. Hạ Vãn Lộ đi đằng trước, đối thoại giữa bọn họ cô nghe rõ ràng. Vừa nghe hai người muốn chạy tới bắt cô lập tức thét lên, co chân bỏ chạy. Hoàng hôn buông xuống, tiếng cười ba người cùng tiếng gió biển cùng nhau vang lên. Lấy tiếng sóng biển làm nhạc nền, viết một ca khúc mang tên Khúc ca hạnh phúc. Đây là lần du lịch tốt đẹp nhất. Lúc trước kết thúc chuyến đi, cả ba người chưa thỏa mãn. Y thần còn nháo muốn có thêm lần sau, hơn nữa còn muốn dẫn theo anh trai Hạo Nhiên đi cùng. Mà Thần An và Hạ Vãn Lộ khắc sâu trong trí nhớ nơi cổ tích xinh đẹp kia. Hồng Kông, Disney sẽ là một trong những nơi quan trọng nhất cho cuộc đời bọn họ. Nhưng cho dù không muốn đi nữa cũng phải trở về. Ngày hôm sau bọn họ lên máy bay trở lại Bắc Kinh. Cùng ngày đó đặt chân lên đất Bắc Kinh. Một Nam một Bắc, ấm áp lạnh lẽo. Lúc mặc bộ quần áo dày cộm vẫn có thể cảm nhận không khí lạnh lẽo phất vào mặt. Đường ngồi không kịp thích ứng làm Hạ Vãn Lộ run rẩy, tự dưng lòng cũng thắt lại. Mấy ngày qua giống như là giấc mộng cổ tích, bây giờ đi ra khỏi thế giới cổ tích ấy, cảm giác như là vừa tỉnh lại từ trong mộng. Cuối cùng không có ai vĩnh viễn sống mãi trong thế giới cổ tích. Bắc Kinh, cô có quá nhiều thứ phải đối mặt. Cô hít sâu hơi không khí lạnh lẽo, lời của anh như văng vẳng bên tai. Mơ mộng rất nhiều nhưng rất xa xôi. Chỉ cần bọn họ tay trong tay, nhất định bọn họ sẽ đi hết con đường này. Được rồi, tay trong tay. Cô dặn Y Thần kìm không được ôm cánh tay anh. Có lẽ gần anh chút cô cảm thấy dũng cảm thêm hơn. Anh đã đẩy hành lý, lại được cô tựa sát bên như vậy cúi đầu cười. Sự dịu dàng trong mắt ban đầu chuyển động. Anh luôn dịu dàng như vậy, nếu mỗi một ánh mắt đều làm lòng cô tràn ngập ấm áp, cái cúi đầu cười này có bao nhiêu ấm áp nữa đây? Lại làm không khí lạnh lẽo mới vừa phất vào cũng bị xua tan. Khoác chặt anh hơn, cảm giác như cùng anh rất gần rất gần, và sợ hãi kia giảm đi không ít. Lần thứ hai thở ra một hơi, cho không khí lạnh lẽo tỏa ra làn hơi trắng. Đây là không khí lạnh lẽo mới vừa hít vào đó ư? Cô có chút thoải mái, thì ra không khí lạnh hơn nữa, lòng được sưởi ấm, cô có thể ấm áp như vậy. Lòng rất bình yên, rất bình yên. Y Thần vẫn còn nghĩ đến mẹ, cho nên lúc ở Hồng Kông đã gọi điện thoại cho mẹ, thông báo thời gian bọn họ về Bắc Kinh, cho nên Thần Hy đặc biệt đến đón bọn họ. Mẹ! Y Thần tinh mắt liếc thấy Thần Hy đứng ở lối ra, cua tay chạy như bay ra ngoài. Cô cưng à! Thần Hy ôm viên thịt nhỏ tròn vo, mặc trang phục thật dày, sau đó hôn lên mặt bé vài cái. Cô cưng chính mình một tay nuôi lớn, mặc dù không phải con một, nhưng rất đáng yêu. Mẹ, Y Bảo thật nhớ mẹ. Mẹ nhớ Y Bảo không? Y Thần ngọt ngào gọi mẹ. Đã lâu không gặp, vội vàng dùng tay nhỏ bé sờ sờ mặt mẹ, lại hôn chụt chụt mấy cái. Cô cưng à, dĩ nhiên mẹ nhớ Y Bảo. Ở Hồng Kông chơi vui chứ? Chơi những gì nào? Cô vừa trả lời Y Thần, đồng thời nhìn em trai em dâu mình, vì vậy cười chào hỏi. Về giờ ư, đi đường vất vả. Chị Thần Hy. Hà Vãn Lụa gọi một tiếng, có cảm giác hơi nhói đau. Bảo bối của chị Thần Hy bị cô làm thành của riêng, làm cho mẹ con hai người bọn họ phải thương nhớ nhau thế này. Mẹ, mẹ. Y Thần thấy mẹ rõ ràng đang nói chuyện với mình, lại nói chuyện với người khác, gấp đến độ kháng nghị. Tuy nhiên bé không vội nói cho mẹ mình biết chơi những gì, mà lại la hét. Mẹ, Y Bảo mua quà cho mẹ. Y Bảo bảo cậu út lấy ra, nhanh lên nhanh lên. Mua quà tặng cho mẹ, Y Thần sớm nói. Mới vừa gặp mặt mẹ đưa cho mẹ ngay, cho nên Thần An cũng không bỏ vào trong túi du lịch lớn để tùy thời có thể lấy. Thấy Y Thần lo lắng, anh cảm thấy buồn cười. Hãy lên xe trước đi, ở trên xe xem cũng được mà. Cũng đúng, mẹ à, xe chúng ta đâu ạ? Y Thần ôm cổ mẹ mình, đã mấy ngày không có gặp mẹ, cô cưng nhỏ bé đương nhiên muốn nũng nịu, mới không cần mình phải đi mà mẹ ôm. Vậy đi thôi, ở bên ngoài. Thần Y không bỏ Y Thần xuống, ôm quả cầu nhỏ, đoàn người đi ra ngoài. Bởi vì Y Thần đã nhào trong ngực mẹ, cho nên chỉ có để cho Thần An lái xe. Ba người phụ nữ toàn bộ ngồi ghế sau. Y Thần không chờ đợi được nữa, bảo mẹ út lấy quà tặng mang ra. Mẹ, đây là Y Bảo đưa mẹ đấy, chỉ là cậu út cho tiền. Y Thần đưa quà tặng cho mẹ. Là gì vậy nào, để mẹ xem. Đều nói con gái là cái áo nhỏ của mẹ, cô cưng chỉ là tri kỷ. Cho lòng Thần Hy ấm áp, nhờ lấy hộp quà trang hoàng tinh mỹ mở ra xem.
Chương 224, về nhà với mẹ. Ethan cứ tít mắt, dáng vẻ rất tự tin. Quà của mình mẹ nhất định thích. Thần Hy vừa mở ra nhìn, trong cái hộp là bộ mỹ phẩm, mà một cái hộp khác lại là hai bộ áo ngủ. Nữ mỹ phẩm cũng có ý, cô hiểu, đại khái cô cưng hy vọng mẹ mãi mãi trẻ đẹp. Còn tặng cái áo ngủ là ý nghĩa gì chứ? Hạ Văn Lộ cũng tò mò về việc này. Hình như cô cưng nhỏ bé đã nói đây là bí mật. Vậy bây giờ có thể nói bí mật ra rồi ư? Hạ Văn Lộ hỏi. Ý bảo này, tại sao muốn tặng áo ngủ cho mẹ? Có thể nói chúng ta biết được chứ? Đôi mắt Y Thần đen láy, luôn liếng nhìn Thần Hy. Mẹ, Y bảo không có đây, sẽ không có người ngủ cùng mẹ. Mẹ mặc áo ngủ Y bảo tặng, chính Y bảo đang ngủ cùng mẹ đấy. Thần Hy ngẩn ra, nhờ thời vành mắt đo đỏ. Y Thần ôm mẹ thân mật. Mẹ có thích quà Y Thần tặng không? Ừ, thích, cô cưng à, mẹ rất thích. Thần Hy ôm chặt Y Thần, nước trong mắt ngần ngấn. Y Thần nói câu này làm Hạ Văn Lộ cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, không đành nhìn hình ảnh hai mẹ con ôm nhau, quay đầu sang nơi khác, khóe mắt cay cay, chua xót khó nhịn nói. Chị Thần Hy à, thật xin lỗi, nếu không thì Y Thần vẫn là... Cô mới nói Y Thần vẫn là chị mang về đi, nhưng lời thế nào cũng không thốt ra được, không bỏ được. Chỉ là thông minh như Thần Hy, sao không hiểu ý cô chứ, lập tức lo mắt, cố gắng khôi phục thái độ bình thường. Đừng mà, hai em đều yêu thương Y Bảo, chị vui thay cho bé. Thật, chị là thật thành tâm thành ý. Thật ra là em trai chị rất yên tâm. Trong lòng cô muốn nói, thật ra người nên nói câu xin lỗi chính là chị. Chị thực sự vui thay cho Y Bảo, rốt cuộc có thể sống bên cạnh ba mẹ mình. Như thời ba người không nói chuyện, chỉ có Y Thần líu ra líu díu, bắt đầu những chuyện vui khi đi du lịch đến Hồng Kông. Hạ Vã Lộ bỗng nhớ đến mấy tháng nay đi du lịch Hồng Kông, điện thoại di động của cô vẫn chưa mở máy, vì vậy lấy di động từ trong túi. Vừa mở máy, nhảy ra vô số các mẫu tin nhắn cùng số điện thoại gọi nhỡ, toàn bộ đều là Thư Khai. Chẳng nhẽ, Thư Khai xảy ra chuyện gì ư? Cô vội vàng mở tin nhắn ra xem, nội dung tin nhắn làm cô hoang mang bối rối. Chị đang ở đâu vậy? Mẹ đến Bắc Kinh rồi rất tức giận. Chị, mẹ không cho chúng ta ở Bắc Kinh nữa, muốn chúng ta trở về với bà. Chị, em bị mẹ kéo ra khỏi nhà ở khách sạn. Chị, dưới của chị đi đâu, sao không mở máy? Chị, sau khi mở máy, nghe cháu gọi điện thoại. Thế này dưới cuộc là thế nào chứ? Sao mặt cô trắng bệch luôn, xem ra vấn đề khá nghiêm trọng đây. Cô lập tức gọi cho Thư Khai, tiếng chuông vang lên một tiếng, Thư Khai nhận ngay. Chị, rốt cuộc chị xuất hiện, em tưởng chị mất tích cơ. Cô vội hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Em không biết, mẹ tức giận lắm. Em cũng bỗng dưng vô cớ bị đánh đây. Đã bao nhiêu năm không bị đánh đòn, lần này mẹ giận không nhẹ đâu. Chị đừng hỏi, chị ở đâu vậy? Đến nhanh đi nhá. Bây giờ mẹ và em ở trong khách sạn phòng số... Thư Khai đang nói chuyện, đầu dây bên kia chuyển đến giọng Chu Lan. Là chị con đấy à? Kêu nó nhanh chóng đến đây gặp mẹ đi. Giọng điệu này quả thực lửa giận không nhỏ đâu. Có, một mình nó đến là được. Cái thằng nhóc họ Tả kia mẹ không muốn gặp. Hà Vã Lộ nghe đến đó không khỏi liếc nhìn Thần An. Anh từ trong gương không ngừng nhìn cô, sắc mặt cô làm anh lo lắng. Thư Khai cho điện thoại thúc giục. Chị à, chị nghe thấy không đấy? Em không biết phải làm sao nữa. Chúng ta đã ở khách sạn mấy ngày, mẹ đang chờ chị về. Chị tự mình xem mà làm. Tố Nhân xuất hiện ngay lập tức đi. Ừ, chị biết rồi, chị cúp máy đây. Cúp điện thoại, cô lập tức nói với Tả Thần An. Hay là trước đưa em đến khách sạn này đã. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nhìn thấy cô rõ ràng lo lắng không yên. Em không biết nữa, mẹ em tới, đang ở trong khách sạn. Sao không ở nhà Thư Khai, ở khách sạn làm gì? Anh kỳ quái hỏi, mơ hồ cảm thấy vừa trải qua cuộc sống an bình mấy ngày, nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Cô không nói, có mấy lời không thể nói trước mặt Thần Hy. Anh hiểu, cô không hỏi nhiều, liền lái xe đến khách sạn. Sau khi đến, cô vội vàng xuống xe, anh nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô. Đợi đã. Sau đó anh nói với Thần Hy. Chị đưa Y Thần về trước nhá, em xuống cùng với cô ấy. Ừ, được rồi. Thần Hy để Y Thần xuống, mình chuẩn bị đổi sang vị trí lái xe. Một mình em lên là được, mọi người cứ về trước đi mà. Hạ Văn Lộ khó xử nói, trong điện thoại mẹ đã nói rồi, muốn một mình cô đến, không muốn gặp Thần An. Cô không biết Thần An lúc nào đã có lỗi với mẹ. Mấy ngày nay không phải bọn họ ở cùng ở Hồng Kông ư?
Thần An biết xảy ra chuyện, sao có thể để cô một mình đối mặt. Cố chấp bước xuống, dắt tay cô vào khách sạn. Trong đại sảnh khách sạn, cô dừng sức muốn rút tay. Thần An, tốt nhất anh đừng đi. Mẹ em đã nói không muốn anh đến. Càng vậy anh càng phải đi. Anh bá đạo gầm gừ với cô. Cô thật muốn thế nào chứ? Chuyện này rõ ràng liên quan đến anh. Cô lại muốn bỏ anh một mình đi đối mặt ư? Thần An, lúc mẹ em tức giận rất dọa người. Con gái sợ hãi cha mẹ là trời sinh, bất kể bao lớn cũng vậy. Bình thường Chu Lan cũng là người biết phân rõ phải trái, tính tình hiền lành. Nhưng đến lúc giận, tính khí thực không thể bình thường. Anh nắm chặt cô. Chúng ta nói gì rồi nào? Đã nói gì chứ? Bất kể mơ ước xa xôi cỡ nào, chỉ cần chúng ta tay trong tay, nhất định có thể bên cạnh nhau. Bây giờ em nghĩ anh đổi ý rồi ư? Không phải. Cô cúi đầu sợ hãi. Thư Kha đã bị đánh hai lần, em sợ mẹ em. Nào đi thôi. Anh vuốt mũi cô ngốc này. Cuối cùng hai người tay trong tay đi vào thang máy. Thần An lấy di động, bấm mấy cái, hình như gửi tin nhắn hay làm gì đó. Hạ Vãn Lộ không quản nhìn đến, lo sợ bất an, không biết mình ngay sau khi gặp mẹ sẽ thế nào. Cô đứng trước cửa phòng, ngăn Tạ Thần An đang chuẩn bị gõ cửa. Sau khi hít sâu vài hơi chuẩn bị kỹ càng, mình mới mở cửa. Cửa mở non nửa, lộ ra đầu Thư Khai, vừa thấy Tạ Thần An đi theo cùng, mặt mày biến sắc. Anh rể, cẩn thận. Câu nói chưa xong, ngay bên trong truyền đến tiếng Hà Đông Sư Tử hống. Là chị con đấy à, để nó lăn tới đây đi. Thư Khai lộ vẻ kinh hãi, cửa lớn mở rộng. Chú Lan liếc mắt nhìn Tạ Thần An con gái tay trong tay bước vào, nổi giận đùng đùng mắng. Không phải là không cho con gọi nó tới à? Sao nó lại tới? Mẹ. Hà Văn Lộ không biết trả lời thế nào. Tạ Thần An chỉ có thể cười gượng, vô cùng lễ độ. Mẹ à, sao mẹ đến Bắc Kinh mà không nói trước với con một tiếng? Chú con sẽ... Chú Lan tức giận cắt ngang lời anh. Tôi đang nói chuyện con gái tôi, cậu đừng có xen vào. Cái này không bình thường rồi đây. Thư Khai ở sau lưng Chu Lan làm động tác cắt cổ. Hạ Văn Lộ vội vàng ngăn tay Tạ Thần An, tiến đến dìu mẹ. Trước nên định bợ chút, vì thế cô dịu dàng nói. Mẹ, thực xin lỗi, mẹ tới Bắc Kinh con không ở nhà, cô không thể chiếu cố mẹ cho tốt. Ba con đâu ạ? Ông ấy có tới không ạ? Chu Lan nghe lời này thái độ hòa hoãn, cô không trả lời cô mà chỉ quay đầu sang hỏi. Có không có chuyện gì đấy chứ? Hạ Văn Lộ bị bà hỏi không hiểu gì. Chuyện gì ạ? Sức khỏe của con. Đầu tiên Chu Lan hỏi là tình trạng sức khỏe con gái. Hỏi Thư Khai, Thư Khai đúng là hỏi gì nó cũng không biết. Cũng không biết hai chị em ở Bắc Kinh làm cái gì. Hạ Văn Lộ kinh ngạc. Con rất khỏe mà mẹ. Chu Lan tinh tế đánh giá cô một phen, gật đầu, rất kiên định nói. Vậy thì tốt, con và Thư Khai lập tức theo mẹ về nhà. Bây giờ ấy ạ? Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nghe lời này, Hạ Vãn Lộ kinh sợ không thôi. Không sai, bây giờ, lập tức về nhà nhanh lên. Chu Lan quay đầu nói với Thư Khai, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc cho xong đi. Tạ Tấn An không thể nào im lặng, cười theo. Mẹ đừng nói vậy mà, con biết mẹ tới Bắc Kinh, khi đứa con rể con lại không có nhà ở. Thực vô cùng thất lễ, nhưng xin mẹ cho con cơ hội chuộc lỗi có được không ạ? Chu Lan hừ lạnh. Đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi với cao không nổi đâu. Mẹ, đây là nói thế nào chứ, thường làm con xấu hổ. Lòng Tạ Thần An hoài nghi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Thái độ mẹ vợ lúc trước không phải thế này. Chu Lan không thèm để ý anh, mắng con mình, có đi hay không hả? Hà Văn Lộ và Tạ Thần An liếc mắt nhìn nhau, ủy ủy khuất khuất tựa trên người Chu Lan. Mẹ, có cái gì cũng chưa thu dọn, bộ bã vậy làm gì chứ? Chương 225, con dâu hảo môn khó làm. Muốn thu dọn cái gì, những thứ đó của con đều là người nhà ta cho. Chúng ta là người nghèo nhưng chí không nghèo. Người ta cho chúng ta không thể giữ, cũng không thể muốn. Cứ như vậy trở về với mẹ đi. Mẹ không tin để con chết đói. Lúc Chu Lan nói ra mấy lời này, căm hận thoáng qua nhìn Tạ Thần An. Tạ Thần An cười như cũ, nhẹ nhàng nói. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, đều là người một nhà. Phần cái gì người ta với chúng ta à? Người một nhà? Đừng. Gia đình chúng tôi như vậy, làm sao dám trèo cao tới gia đình nhà cậu được chứ? Mặt mày Chu Lan xanh mét, Tạ Thần An chưa nói hết câu, rất nhiều lần chen vào một câu, sang mặt bà ấy xanh như thêm một tầng. Cuối cùng tức giận. Lộ Lộ à, con nên trở về. Nương nhờ nơi này làm gì chứ, con không biết xấu hổ, nhưng ta xấu hổ lắm, đi thôi.
Nói xong kéo cổ tay Hạ Vãn Lộ đi ra ngoài. Hạ Vãn Lộ thực là khó xử, nhìn sang Tả Thần An nhẹ giọng nói nhỏ: mẹ không cần. Như bà chữ vừa tốt, liền thấy Chu Lan giận tím mặt, quay đầu đánh một bạt tai lên mặt Hạ Vãn Lộ, cô dùng hết sức lực. Hạ Vãn Lộ bị đánh đến nửa bên mặt sưng lên, cô đau kêu nhẹ một tiếng, che mặt không biết rốt cuộc mẹ mình làm sao nữa. Uất Đức nhẹ nhàng rơi nước mắt. Bàn tay này đánh lên mặt cô như lại đau lòng Tả Thần An. Anh lập tức đi đến ôm Hạ Vãn Lộ vào trong lòng mình, cúi đầu gỡ bàn tay của cô, xem đánh thành ra cái dạng gì. Nhưng Hạ Vãn Lộ che đậy khít khao không để anh thấy. Lòng anh đau lại vội vàng, cô mới vừa khỏi bệnh vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, đừng có chuyện gì xảy ra mới phải chứ. Anh đã làm cô mắc bệnh nữa thì sao? Cho nên nhất thời cũng lẹ miệng nói: mẹ à, có gì từ từ nói, đừng đánh cô ấy nữa, sức khỏe Lộ Lộ không tốt lắm. Chu Lan nghe càng thêm phát giận đến toàn thân. Chị và Tả Thần An lại tức giận mắng Hạ Vãn Lộ: có nghe thấy không hả? Có nghe thấy không? Bây giờ người người đều nói tới đây chỉ trích tôi. Tôi sống mấy chục năm vẫn là lần đầu tiên bị mất mặt lớn đến vậy. Mẹ đã là như vậy, con trai lại cũng thế, lại còn nói tôi không biết dạy con gái. Rốt cuộc là nhà người nào không có gia giáo, người lớn mà cũng có thể bị chỉ trích. Trong nháy mắt, Tả Thần An hiểu nguyên do chính là mẹ mình cư nhiên đi tìm Chu Lan, nhất định đã nói mấy lời gì đấy khó nghe. Mẹ à, con xin lỗi, con thực không cố ý muốn chống đối người, con chỉ là lo lắng cho Lộ Lộ. Còn nữa, mẹ con đã nói cái gì cũng không thể đại biểu cho con như vậy, xin người đừng để trong lòng nữa. Ở nơi đây con chân thành nói lời xin lỗi với mẹ. Chu Lan căn bản không thèm nghe lời anh nói, tiến lên túm cổ tay Hạ Vãn Lộ kéo cô đến bên cạnh mình. Hạ Vãn Lộ không muốn, vẫn chỉ lắc đầu che mặt núp trong lòng Tả Thần An. Mẹ à, không cần, mẹ. Lần này Chu Lan hoàn toàn bị chọc giận, tiện tay nhặt lên cái gì đấy gần xung quanh, liền chào hỏi trên người Hạ Vãn Lộ. Thực gài trông thấy không được, đó chẳng phải là thanh chặn khi ủi quần áo mẹ dùng đánh cậu hai hôm nay đó sao? Làm sao cái thân thể bé nhỏ của chị chịu đựng nổi chứ? Vội vàng chạy tới ngăn mẹ, nhưng đã muộn rồi. Nhanh, chuẩn, chính xác giáng thẳng xuống, lại không giáng lên người chị mà anh dễ ngăn cản. Hơn nữa cậu đang dùng thân mình che chở cho chị. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Vãn Lộ thấy thế bị dọa sợ, nhô đầu ra khỏi thân mình đang che chở của Tả Thần An, liều mạng ôm lấy đầu Tả Thần An khẩn cầu: mẹ, mẹ đừng có đánh nữa, đừng đánh Thần An, anh ấy không chịu nổi đâu, muốn đánh thì cứ đánh con đi. Thần An đã bị giải phẫu qua, nếu đánh lên trên đầu anh ấy sẽ lại xảy ra vấn đề. Hạ Vãn Lộ che chở cho Tả Thần An, càng khiến lửa giận của Chu Lan tăng lên vùn vụt, lại vung tay cầm thanh chặn quần áo một đánh tiếp. Lần này bị Thư Khai kéo. Chu Lan nổi giận, vung mạnh thanh chặn quần áo lên người con trai. Nực cười, từng đứa một đều đã lớn hết, cứng cáp lắm rồi. Người làm mẹ như tôi đây, không thể quản giáo được nữa. Mẹ, mẹ đánh con đi, đánh con là được, đừng có đánh chị nữa. Bất kể Chu Lan đánh mạnh tay thế nào, Thư Khai vẫn cứ không buông tay. Nhất thời, cho phòng loạn thành một đoàn. Hạ Vãn Lộ không thể trơ mắt nhìn em trai mình thấy mình bị đánh, muốn lên tiếng khuyên can. Tả Thần An thì sợ Hạ Vãn Lộ bị đánh, cũng đi tới lôi kéo. Tiếng huyên náo, tiếng mắng, tiếng khóc, khuyên can, nhất thời hỗn loạn cùng một chỗ. Cuối cùng, Hạ Vãn Lộ không có biện pháp nào khác, quỳ xuống khóc lóc: mẹ à, con van mẹ đấy, đừng có đánh nữa được không? Đừng đánh nữa. Hành động này làm cả gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chu Lan phát tiết một lúc cũng cảm thấy mệt, ném thanh chặn quần áo xuống đất, bắt đầu lau nước mắt. Từ Khai nhanh tay lại mắt, vội vàng nhặt công cụ đánh người giấu đi. Trải qua trận náo loạn, Chu Lan không thay đổi lập trường, lau nước mắt rồi kiên định nói: thôi, việc giấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta bị người ngoài chế giễu như vậy đủ rồi đấy, mặt của ta cũng bị mất, muốn nói gì trở về nhà rồi hắn nói đi. Hạ Vãn Lộ tất nhiên không muốn, vẫn cứ quỳ thẳng tắp không lên tiếng. Chợt cảm thấy bên cạnh người Tả Thần An thấp hơn, anh thế nhưng cũng quỳ xuống, hơn nữa nắm tay cô thành khẩn thỉnh cầu: mẹ à, có ba người đấy, Lộ Lộ sẽ về nhà, nhưng không phải ngay bây giờ, không phải về trong tình cảnh này, đến lúc Tết con sẽ cùng Lộ Lộ đưa Thư Khai về nhà ăn Tết. Chu Lan dường như không nghe thấy lời anh, cũng không nói chuyện với anh, chỉ hỏi hai đứa con của mình: các con thật không trở về cùng ta ư? Từ Khai không dám nói lời nào, chỉ nhìn chị mình. Hạ Vãn Lộ mặc dù đầm đìa nước mắt, tâm ý lại rất kiên định, lắc đầu nói:
Mẹ, mẹ đừng như vậy có được không? Chu Lan lại hỏi Thư Khai. Con thì sao? Nếu chị mình dũng cảm vậy, sao cậu có thể e sợ mà lùi bước? Sự nghiệp của cậu vừa bắt đầu, giấc mộng của cậu đang thực hiện. Bất kể là như thế nào cũng không thể buông tha dễ dàng vậy. Vì thế cậu lắc đầu một cái. Chu Lan sau một hồi tức giận, rơi nước mắt chỉ vào Hạ Vãn Lộ. Tốt, tốt đấy. Tôi nuôi một đứa con gái tốt, khó trách người khác xem thường cô. Hơn nữa cũng xem thường luôn người mẹ là tôi. Mấy cái việc không biết xấu hổ này mà cô còn gánh vác nổi. Sớm biết như vậy, tôi thế nào cũng không đồng ý cho hai người các người lấy nhau. Người ta mắng con gái tôi không gia giáo, tôi không tin. Con gái của tôi còn không quản được. Xem ra nói như vậy thực sự không có sai. Quả nhiên tôi không quản được. Quả nhiên là không có gia giáo. Khi người làm mẹ nói ra những lời này, khó chịu đâu chỉ mình bà. Người làm con gái cũng rất đau đớn. Mẹ, mẹ đừng nói thế. Con... Vậy muốn tôi nói thế nào? Chu Lan tức giận cắt đứt lời giải thích của cô. Người ta cũng từ Bắc Kinh gọi điện thoại tới nhà, muốn tôi quản giáo tốt con gái mình, đừng để mặc cho nó ở Bắc Kinh quyến rũ người đàn ông có tiền. Cô muốn tôi phải nói thế nào? Mẹ, không phải như vậy. Sao Tạ Thần An nghe được người phụ nữ của mình chịu vũ nhục như thế, tranh thủ giải thích. Không phải như vậy thì là cái gì chứ? Chu Lan nhìn chằm chằm Hạ Vãn Lộ, lòng đau không thôi. Con gái của mình ở trong miệng người ta bị bôi bác như vậy, cho lòng bà không đau à? Là 5 năm trước, thừa dịp làm cô hộ lý chăm sóc, nhân cơ hội câu dẫn lên giường với cậu ấm có tiền, còn chưa cưới mang thai, còn rơi vào cảnh vô sinh cả đời. 5 năm sau, cậu ấm kia sớm quên cô đến ngoài 9 tầng mây, cũng dự định đính hôn. Cô còn muốn ngang ngạnh cướp đoạt một tiểu tam, kỳ quyết phá đi nhân duyên tốt nhà người ta. Cậu ấm nhà người ta không nhớ đến cô, cô liều chết níu kéo, có phát bệnh điên. Bởi vì cô kết giao thiếu gia có tiền, nhà của chúng ta lây dính không ít hào quang. Em trai cũng mặt dày mày dạn chạy tới Bắc Kinh à? Là thế này phải không? Hả? Sao hả? Phải hay không? Chu Lan giống ra liên tiếp mấy câu có phải hay không, lòng đau đứt ruột, nước mắt giản rủa. Người đang quỳ chính là con gái bà, mặc dù ở nhà kém cao quý chút so với nhà giàu có người ta, nhưng con gái cũng là cục thịt trong bà. Nghe mẹ người ta vũ nhục con gái yêu thương của mình, giọng điệu của bà sao có thể nhỏ được chứ? Cho nên điện thoại vừa cúp, không nói hai lời, bà lửa giận ngút trời chạy tới Bắc Kinh, muốn lôi hai đứa con không có tiền đồ trở về. Thật ra thì bà cũng không phải thực sự hoài nghi nhân phẩm con gái. Bà tin tưởng con gái bà không phải loại người mà mẹ người ta đã nói. Chỉ là con gái gả vào gia đình như vậy liệu có hạnh phúc à? Thường hay chịu uất ức khi dễ không rõ ràng. Bà như thế nào chịu con gái mình ở nhà chồng bị xem thường như vậy, chịu lời ong tiếng ve chứ? Huống chi bà là người trải qua hai đời chồng, đối với hai chữ tình yêu bà nhìn vô cùng thấu đáo. Không phải chỉ một người đàn ông thôi à? Đáng giá con gái mình chịu đựng uất ức như vậy ư? Lại còn hai chữ bất hảo của gia đình nữa. Thậm chí bị bệnh bà không biết, kêu bà sao không đau lòng. Nghĩ đến con gái không cách nào sinh con, nghĩ đến tinh thần con gái có vấn đề. Tiêu Hàn nói như vậy, lòng bà giống như dao cắt cắt qua, rất đau. Nếu như nó một phần kết quả tình yêu của con gái như vậy mà là hạnh phúc, vậy còn cái gì gọi là hạnh phúc đây? Lấy mấy mươi năm kinh nghiệm của cuộc đời bà cho bà biết, hôn nhân tuyệt đối không phải cứ hai người yêu nhau là đủ. Còn dâu hào môn càng khó làm, huống chi tình yêu này của con gái đều là đau khổ. Cái hạnh phúc này không cần cũng được. Lời của bà thốt ra đủ làm ba người bọn họ kinh hãi. Tả Tần An phản ứng khá quyết liệt, là người không kiên nhẫn đầu tiên. Mẹ, không phải thế. Dĩ nhiên không phải. 5 năm trước con yêu Lộ Lộ, khờ dại dũng cảm. 5 năm sau con khổ sở cầu xin Lộ Lộ ở bên cạnh con. Dì đính hôn, dì tiểu tam đều là hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Lộ Lộ không thể mang thai, con không quan tâm. Người con yêu là cô ấy. Con không cần một cái máy sinh con. Về phần bệnh điên gì đó, càng thêm không thể nào. Lộ Lộ chỉ là mang chứng bệnh trầm cảm, bây giờ đã khỏe. Không sai, chứng bệnh trầm cảm của Lộ Lộ con không thể không gánh vác một phần trách nhiệm. Nhưng không phải con không cần cô ấy, mà là con không bảo vệ tốt cô ấy. Con để cô ấy bị thương tâm, đau khổ. Nhưng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ngày tháng sau này, con trân quý cô ấy như sinh mạng. Có lẽ nhà con còn có chút hiểu lầm với Lộ Lộ, nhưng người mà Lộ Lộ cả là con, không phải mẹ con. Có lẽ nhất thời con không thay đổi được lập trường của mẹ con, nhưng con sẽ không để Lộ Lộ bị uất ức thêm lần nào nữa. Mẹ à, người tin tưởng con đi.
Chương 226, con không uất ức. Lời nói của Tạ Thần An không đả động được Chu Lan. Bà làm sao cũng không quên được giọng điệu Tiêu Hàn khi gọi điện cho bà. Bà và Tiêu Hàn là người ngang hàng nhau. Tiêu Hàn đối với bà còn vô lễ như vậy, bà hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trên mặt Tiêu Hàn, Hạ Văn Lộ có đãi ngộ gì chứ? Sống trên đời, ai mà chẳng kiêu ngạo. Huống chi cả đời Chu Lan bà đều mạnh mẽ. Mặc dù gia sản tích lũy không bao nhiêu, nhưng cũng tâm cao khí ngạo. Làm sao chịu người khác như vậy bắt nạt người nhà bà? Sống trong những gia đình kiểu này, có kiểu mẹ chồng thế này, cũng có thể lý giải được tại sao Hạ Vãn Lộ mắc chứng bệnh trầm cảm. Tính tình con gái bà có chuyện gì cũng giấu trong lòng, coi như không điên cũng sẽ bị bức điên. Cho nên lần này phải quyết tâm. Nhưng nhìn tình hình này, dường như con gái cũng không muốn thỏa hiệp. Bà vừa tức giận vừa không nhẫn nại, cuối cùng chỉ có thể ép buộc. Hai đứa các con đã quyết định muốn bám ở Bắc Kinh luôn à? Thư Khai lầu bầu chậm rãi. Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy. Ta hỏi các con có phải hay không? Chu Lan lạnh lùng quát nói. Và giờ phút này bà làm sao bận tâm đến cách dùng từ. Lúc Tạ Thần An đi vào, bà không cầm dao chém nó, đã là đang rất khống chế lý trí của mình. Giao con gái vào tay nó chính là tùy tiện để người khác làm nhục đi. Thư Khai và Hạ Vãn Lộ cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Không lên tiếng liền chứng tỏ họ đã đồng ý rồi. Chu Lan hừ lạnh. Được, được đấy, chúng mày trưởng thành. Người làm mẹ như tôi đây, không quản được chúng mày. Được, bây giờ sẽ không còn giống như thời chúng mày còn bé. Không nghe lời, tôi liền kẹp một phát, ôm chúng mày trở về. Tôi già rồi không ôm nổi. Coi như tôi chưa sinh cũng chưa có nuôi. Miễn cho người ta nói sau lưng, nó tôi không biết dạy chúng mày. Chu Lan nói xong, nhấc túi đi ra ngoài. Nỗi đau từ hiểu thần chưa bình phục xong, hôm nay nói lời này chính bà cũng không chịu nổi. Hốc mắt nhất thời phím hồng. Bà đứa con thấy vậy sao có thể chịu được chứ. Cùng nhau đi đến kéo bà. Hạ Vãn Lộ quỳ trên đất ôm lấy chân mẹ, khóc đến thở không ra hơi. Mẹ à, người như vậy có phải làm sao chứ. Mẹ à. Hạ Vãn Lộ ôm chặt chân bà. Mẹ, không phải như vậy đâu. Con gái muốn mẹ, nhưng mà con cũng muốn anh ấy. Hai người đều là người con yêu. Mẹ, con không uất ức. Thật đấy, một chút không uất ức. Mặc dù mẹ anh ấy không muốn gặp con, nhưng anh ấy thương con. Những người khác cho gia đình anh ấy cũng tốt, con cảm thấy rất hạnh phúc. Thật đấy mẹ, mẹ đừng ép buộc con có được không? Không phải là mẹ ép con, ta chỉ đang biểu đạt quan điểm của mình. Chuyện kết hôn của con ta thực không hài lòng. Gia đình nó khinh bỉ gia đình nhà chúng ta. Nói cho con biết, Chu Lan ta nhìn không vừa mắt nhà bọn họ. Cái gì chứ, chẳng phải chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn à? Nhưng mà bây giờ ta đối mặt với con, nói chuyện vô dụng. Vậy ta cũng không còn biện pháp, chỉ có thể tùy ý con. Đây là con đường con chọn, tự chính con lo liệu đi. Có nguyện ý ở đây, mất mặt ăn bám đó là chuyện của con. Mà mặt mo này của ta cũng bị vứt sạch sẽ. Trái tim ta không chịu nổi, bị chúng mày kích thích mấy lần. Lần sau không gặp cũng sẽ thảnh thơi thôi. Chu Lan nói xong dùng sức rút chân, bước nhanh đi ra ngoài, xoay một cái kéo cánh cửa ra. Ba người cho phòng khẩn trương, nhanh chóng đuổi theo. Lại thấy Chu Lan đứng bất động trước cửa. Bên ngoài truyền vào giọng nói ôn hòa trầm ấm. Dì, dì khỏe chưa ạ? Con là Thần Viễn, anh trai Thần An. Lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp người. Thần Viễn vô cùng vinh hạnh. Không biết dì ở đây, Thần Viễn thực sự lễ nghĩa không chu toàn. Xin dì tha thứ cho cháu chậm trễ. Anh cả ư? Hà Văn Lộ liếc mắt nhìn Tạ Thần An. Tạ Thần An nhướng mày, dùng hình khẩu nói một câu, đây là khách sạn của anh cả. Tớ đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Thư Khai vò tóc, đây là khách sạn gần nhất, cách chung cư nhà cậu. Trong lòng nghĩ mình hôm nay đã là người làm ra tiền. Mẹ đến Bắc Kinh thế nào cũng muốn một lần ở khách sạn cao cấp, cho nên dẫn đến nơi này, không nghĩ tới lại là người nhà của anh rể mở. Lại nói Tạ Thần An đã cảm thấy nếu Chu Lan vào ở khách sạn của anh cả, nói thế nào anh cả cũng phải đến gặp mặt người ta một lần cho hợp lễ nghĩa. Nếu không về sau, người hai nhà gặp mặt nhau, đến lúc đó lại nói người nhà họ Tả anh kiêu căng, đứng ở nơi của nhà họ Tả, không thể ra mặt. Người trong gia đình đến khách sạn mà còn muốn thu tiền, này đã có thể quá xem thường. Cho nên lúc trong thang máy đã nhắn một cái tin cho anh cả, nói rõ nguyên do sự việc, nhờ anh cả phải đến khách sạn một chuyến. Vốn là Tả Thần Viễn không ở trong khách sạn, sau khi nhận tin nhắn em trai, tức tốc lái xe trong thời gian ngắn nhất đến đây. Em trai bà Vãn Lộ quyết tâm sống cùng nhau, anh biết rõ. Bên nhà mình đã huyên náo gà bay chó sủa,
Cha mẹ người ta tới, cha mẹ là không thể ra ngoài nghênh tiếp rồi. Nhưng thân gia bên kia ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nếu không hạnh phúc của em trai càng khó khăn được kết thúc viên mãn. Cho nên người anh trai như anh thế nào cũng phải xuất mã. Giáng dấp anh vốn ngọc thụ lâm phong, lúc này một thân trang phục thương nhân, so với ngoại hình Tả Thần An thêm mấy phần chững chạc, thái độ cũng cực kỳ khiêm tốn. Nụ cười cũng thành khẩn, không giống với những nụ cười xã giao thương nghiệp, cộng thêm lời nói ra cũng rất cung kính với mình. Ngay cả Chu Lan đang bụng lửa giận cũng không thể chút giận lên anh, chỉ hừ hừ trong lòng. Người làm anh cả này có chút tính người, từ không biết làm sao người mẹ nhà họ Tả ấy lại dạy ra đứa con trai xuất sắc như vậy. Chỉ là bây giờ bà muốn đi ra ngoài lại bị Tả Thần Viễn chặn lại không ra được, mà bà không có ý định nhượng bộ, Tả Vân Viễn lại không vào được. Tả Thần Viễn là người tinh thông bực nào, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng anh hiểu bất kể xảy ra chuyện gì, điều duy nhất anh có thể làm chính là phải đầy đủ lễ nghĩa, tỏ rõ thành ý. Cho nên anh liếc nhìn đồng hồ, cúi thấp người. Dì à, thời gian không sớm, cũng nên ăn cơm tối. Lần đầu gặp mặt, không biết dì có thể nề mặt cháu chút, xuống lầu đến nhà ăn, cùng dùng cơm với nhau có được không ạ? Chu Lan không khỏi nhìn chằm chằm Tả Thần Viễn. Đứa con trai này và mẹ nó đúng như hai người. Mẹ một thân tư thái ngưỡng cao khinh phục, tức là khinh thường vũ nhục người khác. Còn con trai tư thế cúi đầu hạ thấp, nâng cao người khác. Lấy hiểu biết mấy mươi năm sống qua, bà có thể nhìn rõ, thực ra cách đối nhân xử thế, người có tư thái cúi càng thấp, nội tâm càng cường đại. Nếu không phải Thần Viễn có một người mẹ thế kia, bà thực đúng thích cậu con trai này. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những lời Tiêu Hàn nói trong điện thoại lúc ấy, bà lập tức đưa Tả Thần Viễn vào danh sách kẻ địch. Người nhà là tư bản, mình là người dân lao động, sao có thể ngồi ăn cơm cùng bàn chứ? Vì vậy bà chỉ nhàn nhạt nói, ăn cơm cũng không cần, xin Tả đại công tử nhường cái. Tôi muốn bắt xe lửa về nhà, vé xe cũng mua xong rồi. Mẹ! Bên trong Hạ Vãn Lộ gọi bà một tiếng, theo ra ngoài, nhìn thấy Tả Thần Viễn bị chặn bên ngoài, có chút xấu hổ, kéo cánh tay mẹ mình. Mẹ! Nếu không chưa vào nói chuyện chút đi mẹ. Không được, muốn nói gì các người cứ từ từ mà nói, tôi muốn về nhà đừng có nhầm nhọt. Sắc mặt bà vẫn rất khó coi. Tả Thần Viễn nhìn thấy sau lưng Chu Lan là em trai em dâu, sau mặt hai người ủ rũ, đoán là chẳng nhẽ Thần An đắc tội với mẹ vợ à? Lắc đầu, đầu thời liều mạng theo em trai khắc phục hậu quả. Gì à, nếu đến Bắc Kinh mà không chơi thêm 2-3 ngày nữa, Bắc Kinh nơi này không thể so với Giang Nam, khí hậu ôn hòa, phong cảnh tươi đẹp, duy nhất chỉ có mấy căn nhà cũ phủ đệ dưa gì đó. Về phần chuyện vé xe, cháu giúp gì lui ngày, người xem được không ạ? Không được. Đối mặt với Tả Thần Viễn lễ nghĩa chu toàn, Chu La không thể nói gì. Nhà tôi có một ông lão cần phải chăm sóc, đang mùa đông thế này càng dễ phát bệnh. Một mình ông ấy ở nhà tôi không yên tâm. Hơn nữa sắp hết năm, công việc cũng khá bận, hôm nay tôi phải về rồi. Tả Thần Viễn chỉ có thể biểu hiện về mặt tiếc nuối. Vậy cháu đưa gì đến trạm xe lửa? Anh cũng không đặt vé máy bay, khoang hạng sang gì gì đó cho bà. Làm như vậy chỉ làm người ta cảm thấy anh tự cao. Thậm chí có người cho rằng anh đang xem thường những người ngồi xe lửa. Phương thức sống phải tôn trọng người khác, theo ý anh đó là chuyện quan trọng. Mà Chu Lan đanh lại. Cũng không cần đâu, cũng không có nhiều hành lý, tự tôi bắt taxi là được. Mọi người không cần gấp, không dám làm trễ nải thời gian của mọi người nữa. Tả Thần Viễn biết chưa có đối đãi tốt cha mẹ vợ của em trai, chỉ là giống như vẫn chưa dỗ ngọt được. Thấy Chu Lan kiên trì vậy không nài ép, gọi điện thoại đến bộ phận nhà bếp để bọn họ chuẩn bị cho vòng 3 phút làm xong phần cơm tối. Chu Lan thấy vậy mới biết thì ra khách sạn này hẳn là của nhà họ Tả đi. Mẹ à! Hạ Vãn Lộ thấy Chu Lan nhất quyết muốn đi rất khổ sở, nắm tay mẹ nhẹ nhàng nói. Chu Lan lườm cô, tự con giải quyết cho tốt. Sau đó sải bước ra ngoài. Bốn người trẻ tuổi lập tức đuổi theo. Tả Thần An, Hạ Vãn Lộ cùng đồng thanh. Mẹ, để con tiễn mẹ. Không cần đâu, đừng để tôi nhìn thấy các người, nhìn thấy tôi phiền lắm. Đối với hai người này, Chu La không khách khí mà nổi giận. Thư Khai giơ đầu ngón tay. Chị, đi thôi. Tí khí của mẹ chị không phải không biết, lửa bốc lên đầu, chị càng muốn tiễn mẹ càng nổi giận đấy. Bà không chờ thêm thời gian nữa, tức giận của mẹ tiêu tan rồi hẵng nói chị ạ. Hai người ai cũng đừng tiễn, để em đi là được. Nhưng bốn người vẫn cùng nhau xuống lầu. Tả Thần An lấy chìa khóa xe của anh trai đưa cho Thư Khai. Cũng không để lúc trời đang lạnh thế này cho mẹ vợ chen chúc đi xe buýt. Tả Thần Viễn lại lấy cơm tối bộ phận nhà bếp chuẩn bị xong đưa cho Thư Khai mang theo, chuẩn bị để Chu Lan ăn trên xe.
Chương 227, đại thọ ông nội. Chu Lan đi rồi, Hạ Bán Lộ vẫn dõi theo, vẫn nhìn chiếc xe chen chúc trong dòng xe cộ nhộn nhịp của đường xa Bắc Kinh, cho đến khi không nhìn thấy nữa vẫn đứng bất động. Tả Thần An rất lo lắng nắm tay cô. Cô quay đầu lại, nhưng anh bị đánh không ít roi, bật thốt hỏi anh, có đau lắm không? Anh có chút không thích ứng, vốn là đang lo lắng tâm tình của cô, không nghĩ tới cô lại nhớ tới anh bị đánh. Sau khi trả lời cô không đau, anh an ủi cô, yên tâm đi, mẹ sẽ nghĩ thoáng thôi mà. Cô gật đầu, chỗ mẹ em với Thư Khai có thể đối phó được mà. Tả Thần Viễn nói, muốn nói gì rồi vào rồi nói, bên ngoài lạnh lắm. Mấy người chúng ta cũng lâu không tụ hội với nhau, hôm nay dứt khoát ở chỗ anh dùng cơm. Gọi Tần Hy đến đây. Bữa cơm này ngược lại là cuộc gặp gỡ giữa anh chị em ruột thịt với nhau. Cô không gọi Loan Loan và Tống Sở đến, chỉ có cô đơn lẻ loi, còn có Y Thần nữa. Ba người bọn họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Y Thần nhiều chuyện che một hai câu. Cô chỉ lặng lẽ nghe, có lúc đề tài chuyển sang hỏi đến cô mới trả lời một câu. Chỉ là cô có thể cảm nhận rõ, anh trai và chị gái Thần An đều tiếp nhận cô, hơn nữa thái độ nói chuyện làm người ta cảm thấy thoải mái. Thần An còn nói mấy hành động việc làm của Tiêu Hàn làm ra. Thần Y vỗ vỗ tay em trai, mỉm cười. Đừng lo lắng mà, rồi từ từ sẽ tốt thôi, thực ra sẽ qua hết đấy mà. Chỉ là Thần An này, mẹ, rốt cuộc vẫn là mẹ của chúng ta. Tả Thần Viễn và Tả Thần An là đàn ông, tâm tư không tinh tế tỉ mỉ. Người trong nhà mở tiệc liên hoan, bình thường nhạy cảm cũng dễ dàng buông lỏng. Chỉ có Hạ Vãn Lộ ngồi đối diện với Thần Hy, mới phát hiện khi Thần Hy nói lời này, trong mắt lóe lên chút khác thường. Cuối cùng ba người bọn họ nhắc tới chuyện đại thọ của Tả Lão gia. Vậy mà ngay ngày hôm sau, Thần Viễn, Thần Hy bắt đầu tìm quà tặng. Hỏi Thần An nói bí mật, nói mình du lịch Hồng Kông tự nhiên có chuẩn bị. Hàng năm sinh nhật Tả Lão gia là chuyện lớn của nhà họ Tả, nhưng ông cụ cả đời tiết kiệm, không thích phô trương ra ngoài, cho nên con cháu nhà họ Tả đều cùng trở về đại điện làm bữa tiệc chúc thọ ông. Mặc dù vẻ mặt Hạ Vãn Lộ chấn định, nhưng nội tâm rất khẩn trương. Nghĩ không muốn đi thì đừng đi nữa, anh cũng định không đi, ở cùng với em nhé. Tả Thần An cởi ra nỗi lòng cô giả bộ chấn định, làm sao có thể giấu giếm được anh. Không, không phải không muốn, em không sợ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Lại nói trước mặt ông nội lại là sinh nhật ông nội, hẳn là sẽ không nháo đến ông nội nổi giận chứ nhỉ. Nếu như là đã quyết tâm muốn làm con dâu nhà họ Tả, sẽ không thể dao động như vậy. Vậy thì phải đối mặt, mà không phải trốn tránh, không phải sao? Huống chi Tả gia đối với mình không tệ, tiệc sinh nhật của ông mà cô không đi, không những phụ lòng Tả gia đối tốt với mình, ngược lại còn làm cho tình cảm của cô và Tả Thần An vừa tăng lên bị chặn lại, cần gì chứ. Vì vậy ngày tiếp theo, sáng sớm hai người mang theo Y Thần đến đại viện. Ai ngờ bọn họ đi sớm, người khác còn đến sớm hơn với bọn họ. Nhà họ Tả nơi này chỉ thiếu ba người bọn họ thôi. Y Thần trở về nhà của Gia Gia rất vui, hoàn toàn có thể hóa giải sự lúng túng lần đầu tiên của Hạ Vãn Lộ chính thức ra mắt nhà họ Tả. Thừa dịp Y Thần đã phân phát cho mỗi người quà tặng khi đi du lịch Hồng Kông, Hạ Vãn Lộ cùng mỗi người nhà họ Tả chào hỏi tốt. Hơn nữa không quên chúc Gia Gia thọ tỷ Nam Sơn. Tả Thần An còn mang ra chiếc bình cổ Ngọc Yên mua được Hồng Kông làm lễ thọ. Nó là lộ lộ chọn, ông cụ hết sức hài lòng. Khi Thần An dắt tay cô đến trước mặt Tả Tư Tuyền, trong lòng khẩn trương, một chút tư vị gia pháp trong ký ức kia còn đó. Trong lòng tính toán, chỉ cần một khi ba nổi giận, anh lập tức mang Hạ Vãn Lộ đi. Ba. Kể từ khi bị đánh, cụ không có gặp Tả Tư Tuyền nữa. Tả Tư Tuyền cũng đã nói không nhận đứa con. Hạ Vãn Lộ đi theo cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng, ba. Tả Tư Tuyền nhìn hai người bọn họ thực lâu, cuối cùng mở miệng, ừ, mẹ con ở phòng bếp ấy. Ngụ ý mẹ con đã không dễ chịu, nhưng rốt cuộc đã mất đi một người ngăn cản, trong lòng Tả Thần An thở vào nhẹ nhõm thực sâu. Chỉ cần qua cửa ải của ba, chỗ mẹ là chuyện sớm muộn thôi. Bởi vì mặc dù mẹ cường thế, tình huống thông thường mọi thứ ba sẽ nghe theo mẹ, nhưng một khi ba cường ngạnh, mẹ cũng không dám phản đối. Sẵn khi sắt còn đang nóng, phải theo vỗ mông ngựa mới được. Tả Tư Tuyền mới vừa thốt hết câu, lại cảm thấy không khí trong phòng dường như đầy đủ hơn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, quà tặng của Y Thần cũng đã phát xong, chỉ còn cái cuối cùng là cà vạt bé đưa cho Tống Sở. Ba, tặng cho ba đấy. Lúc nói chuyện còn có chút sợ hãi. Ừ, cảm ơn. Đột nhiên Tống Sở dịu dàng cười với bé, còn sờ sờ tóc bé. Y Thần cảm thấy trong lòng ấm áp,
cảm giác khác thường. Bé còn nhỏ không hiểu cảm giác từ đâu mà đến. Người trong nhà thường thích sờ tóc bé, nhưng ba thì không. Nên bé cho là mọi người sờ tóc bé vì yêu thích bé mới sờ. Vậy bây giờ ba thích bé rồi. Bé vừa trộm liếc nhìn, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui. Bất kể nói thế nào, được ba thích thực là vui. Tống Sở thấy Y Thần đều mang quà cho mỗi người nhà họ Tả, nhưng lại không mang cho ông bà nội nhà họ Tống cùng cô. Trong lòng không nói được tư vị gì. Nói thế nào, anh cũng là ba của bé 4-5 năm, chỉ là chính mình cảm thấy không hứng thú. Người nhà đối đãi với bé ra sao anh quá rõ ràng, nhưng không có nói gì. Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ hai người cùng xuống phòng bếp. Tiêu Hàn ở bên ngoài là một nữ cường nhân phong vân một cõi, ở nhà chỉ là người vợ, một nàng dâu, cho nên sinh nhật của ông cụ bà đích thân xuống bếp. Hà chịu hiếu thuận, giáo dục con trẻ bằng hành động gương mẫu, vĩnh viễn so với lời nói hiệu quả hơn. Từ lúc làm con dâu nhà họ Tả, Tiêu Hàn bắt đầu thực hành nguyên tắc này. Mấy năm nay, nhà họ Tả càng ngày càng giàu có, cái thói quen này của bà vẫn không thay đổi. Về điểm này, con trai con gái cũng rất bội phục bà. Mẹ bất kể ở đâu, mọi mặt bà đều nghiêm khắc yêu cầu mình rất cao. Nếu không, sự nghiệp cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Hạ Vãn Lộ và Tả Thần An dắt nhau đi xuống phòng bếp. Vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong truyền tiếng cười khe khẽ dịu dàng, sẽ lẫn mấy câu đối thoại. Khả Tâm, con ngồi đi, nơi này không cần con xô giúp một tay đâu. Giọng nói này tất nhiên của Tiêu Hàn. Giọng nói Tiêu Hàn lúc ôn hòa, rất dễ nghe. Hạ Vãn Lộ không biết khi nào mình mới có đãi ngộ như vậy. Chỉ nghe Khả Tâm cũng ôn hòa như thế. Dì Tiêu, người không phải che con phiền đấy chứ ạ? Giọng nói kia hoàn toàn giống như kiểu con gái đang làm nũng. Giọng nói Tiêu Hàn càng thêm ôn hòa. Làm sao như thế chứ, đứa bé ngốc này. Tả Thần An có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Hạ Vãn Lộ, trong lòng như đánh trống. Tiệc nhà họ Tả mẹ gọi Khả Tâm đến, thực lực kiên trì cố gắng đấy. Không biết là bà xã có giận không nhỉ? Trái lại, Hạ Vãn Lộ khá lơ đễnh lẻ lưỡi với anh, sau đó nắm tay anh đi vào. Phòng bếp to lớn, ba người phụ nữ bận rộn. Tiêu Hàn, Thần Hy có Khả Tâm, nhìn tình cảnh này lại nhìn dáng vẻ thân thiết của Tiêu Hàn và Khả Tâm. Trái ngược là cô, Thần Hy mới là con gái Tiêu Hàn, Thần Hy lộ vẻ xa cách. Vẫn là Thần An nói trước, mẹ à. Tiêu Hàn nghe giọng nói con trai lập tức xoay người, trên mặt có nụ cười, lúc đang nói chuyện với Khả Tâm chưa kịp rút đi. Nhìn trong nháy mắt khi nhìn thấy Hạ Vãn Lộ, nụ cười lập tức đơ ra. Nói thật, đối mặt khí thế Tiêu Hàn, hơn nữa lần trước xảy ra chuyện ép cô tự sát, nỗi khiếp sợ của Hạ Vãn Lộ đối với Tiêu Hàn chưa tiêu tan. Hôm nay coi như rất nể mặt Tả Thần An, cô lấy hết dũng khí mới tới đây, thậm chí rốt cuộc ngay cả phải gọi Tiêu Hàn là cái gì cũng phải rối rắm thực lâu. Mẹ. Quả nhiên Tiêu Hàn không chào đón khi Hạ Vãn Lộ gọi bà tiếng mẹ, lạnh lùng nói. Tôi... Mẹ à, tụi con đi đây. Thần An lạnh lùng chặt đứt câu nói đả thương người chưa kịp nói của mẹ. Anh thề trước mặt Chu Lan, không bao giờ để Hạ Vãn Lộ chịu uất ức nữa. Bây giờ mẹ vẫn còn thái độ này, đừng trách anh không để ý đến đại cục. Hiện tại người không để ý đến đại cục là mẹ anh. Tiêu Hàn bị chặn họng, không nói lời nào. Sinh nhật ba chồng mà không dám gây chuyện, vì vậy nhàn nhạt nói. Cơm không ăn ư, đã giận ông nội con à? Tả Thần An, Hạ Vãn Lộ ngây ngốc nhìn, chứng tỏ trận chiến mở màn đã thắng lợi. Hạ Vãn Lộ thấy phụ nữ đều trong bếp, mình lần đầu đến nhà cứ như vậy bên ngoài chờ đồ ăn, quả thực không tốt, vì vậy đi vào phòng bếp. Để con đến giúp một tay. Lần này Tiêu Hàn không nói gì. Đây cũng là ngầm cho phép đi. Hạ Vãn Lộ đến cạnh Thần Hy giúp cô rửa ít rau cải, đại bổn tử. Thần Hy cười cười với cô coi như khích lệ. Nhìn tình hình trước mắt, Tả Thần An luôn muốn bảo vệ vợ, sao an tâm để một mình cô ở chỗ này, cho nên đi theo cùng nhóm Thần Hy đi rửa rau. Tiêu Hàn nhìn thấy không khỏi chua chát, kìm lòng không nổi nói. Ở nhà hai mấy năm, cơm ăn tới mồm, áo tới tay vươn ra, cưới vợ rồi cũng biết làm việc nhà rồi đấy nhỉ. Đây là đang nói đến Thần An. Tả Thần An nghe xong xem như không liên quan đến mình, ở trong chậu rửa rau nắm tay Hạ Vãn Lộ đùa nghịch. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới chuyện chơi đùa nho nhỏ này dưỡng ra một màn bi kịch. Chương 228, cảm giác không có chỗ nương tựa. Rửa xong chưa? Rửa xong, trước lấy một hai cái lại đây đi. Với hiệu suất này, đừng nói đến trời tối chưa có cơm ăn. Lúc đấy, Tiêu Hàn muốn lấy rau cắt xong, chỉ chờ thức ăn chín. Tả Thần An đang nắm tay Hạ Vãn Lộ, đột nhiên Tiêu Hàn nói ra câu như vậy, làm Hạ Vãn Lộ giật mình. Sợ Tiêu Hàn nhìn thấy mình và Thần An ầm ĩ không chuyên tâm làm việc, vì thế vội vàng rút tay lại.
Trên sàn vốn có chút nước, cô đang ngồi chồm hổm đột nhiên xích ra, chân không vững, đặt mông chạm xuống đất không nói, hai chân rũa ra một cái, làm cái thau lớn đang đựng thức ăn và nước ngã đổ. Nhất thời nước chảy đầy sàn. Vì vậy tình hình có chút rối loạn, Thần An vội vàng đỡ cô, Thần Y vội vàng thu dọn thức ăn trên đất. Tiêu Hàn đã vốn không thích cô, hôm nay nhìn càng thêm không thuận mắt, mở miệng mắng chửi người. Diệp Khả Tâm thấy thế vội vàng hòa giải. Dì Tiêu à, để con đi lấy cho. Phòng bếp nhà họ Tả có hơi lớn, Diệp Khả Tâm vì muốn nhanh lấy thức ăn đưa tới, đi nhanh hai bước, vừa đúng lúc bên cạnh Hạ Vãn Lộ. Đột nhiên Hạ Vãn Lộ đứng dậy, lập tức muốn cùng Diệp Khả Tâm đụng chúng nhau. Mà sàn có nước vô rất trơn, Diệp Khả Tâm đi nhanh. Lúc thấy muốn cùng Hạ Vãn Lộ đụng chúng nhau, cô ý thức được nên mình tránh ra, vì vậy xả một bước dài. Nhưng cuối cùng vẫn đụng chúng Hạ Vãn Lộ. Họ đỡ cứ như vậy, trọng tâm cô liền ngã chúi phía trước, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Nếu chỉ là té ngã thôi cũng không quan trọng. Diệp Khả Tâm đầu tiên là chạm vào tảng đá bên cạnh hồ, xong mới ngã xuống đất. Hồ nước nhỏ Tả có hai bậc thang, một cao một thấp. Diệp Khả Tâm vừa đụng trúng bậc thang thấp, cho nên có sự sai khác rất lớn, mức độ cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa là đập trúng mặt, sau khi ngã xuống đất, màu máu đỏ liền chảy ra trong nước, lan rộng, toàn bộ gương mặt tràn ngập màu đỏ. Tiêu Hàn, Thần An, Thần Hy đều nhìn thấy bộ phận bị đụng trúng làm mắt, nhờ thời sắc mặt ba người trắng bệch. Ước chừng vài giây, ba người bọn họ bị màn này làm kinh hãi. Cuối cùng Tiêu Hàn là người phản ứng đầu tiên, giọng sang sản kêu to. Thần An, con đứng đó làm cái gì? Không mau đưa nó đi bệnh viện. Tả Thần An, như người trong mộng vừa tỉnh, lập tức ôm Diệp Khả Tâm đang ở trên đất chạy nhanh ra ngoài. Dáng vẻ Diệp Khả Tâm yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, máu trên mặt không biết chảy xuống từ chỗ nào. Cô nắm chặt áo Thần An, nhẹ giọng. Thần An, anh Thần An, em không phải lại không nhìn thấy nữa chứ? Thần An ôm cô, tăng nhanh bước chân. Không đâu, sẽ không đâu. Tiêu Hàn vừa chạy theo vừa gọi điện thoại liên lạc bệnh viện bác sĩ. Hạ Vãn Lộ cùng Thần Hy hốt hoảng chạy ra ngoài. Phòng khách nhà họ Tả lúc này loạn thành một đoàn. Một bữa tiệc mừng sinh nhật thật tốt đẹp cứ như vậy bị hủy. Tất cả mọi người trong gia đình đều lên xe chuẩn bị cùng nhau đi chạy đến bệnh viện. Tả Tư Tuyền vội vàng nhưng không bất loạn, chỉ huy nói: Thần Hy, Loan Loan, Tống Sở ở lại chăm sóc ông nội với mấy đứa nhỏ nhé. Lúc này Tiêu Hàn đi đến Hạ Vãn Lộ cũng không thèm để ý mặt mũi của ông nội Tả gì nữa, quay đầu tát một bạt tai thực nặng lên mặt cô. Cái người họa thủy này có thể không hại người hay không hả? Hại một lần, hại một lần. Cô đi làm gì chứ? Sao mẹ cô không dẫn cô về đi chứ? Trên mặt Hạ Vãn Lộ đỏ gay rất đau. Cô đi xem Thần An. Thần An ôm Khả Tâm lên chiếc xe đầu tiên, lúc này đã rồ ga lái đi. Tiêu Hàn đánh cô nói ra những lời này anh cũng không nhìn thấy. Cô chợt nhớ tới, lúc Thần An ra cửa rất vội vàng nhưng chỉ mặc cái áo len. Khi đó lúc vào cửa thậm chí áo khoác quên cầm. Cho lòng cô căng thẳng, đang chuẩn bị quay người lấy áo khoác cho anh, lại thấy anh cả Tả Thần Viễn lấy cho anh. Cô lo lắng dư thừa rồi. Cô đứng tại chỗ, nhìn thấy từng người nhà họ Tả lần lượt lên xe. Mình không đi theo nữa. Rồi cuộc rồi ren đi qua, tất cả bình tĩnh lại. Mấy đứa nhỏ nhà họ Tả, Tả Tiêu Bàn, Tống Hạo Nhiên, còn có Y Thần cũng bị một màn này làm sợ đến choáng váng, đứng không nhúc nhích phía sau lưng cô. Ngay cả ông nội Tả cũng đứng trước cửa, thở dài như bọn họ rời đi. Tống Sở đứng trước cửa dìu ông nội Tả. Cô vào hết nhà đi, Thần Hy à, ông nội với mấy đứa nhỏ, vẫn là nên ăn chút gì đi. Thần Hy hơi nhíu mi, sau đó cùng Loan Loan gọi mấy đứa con đi vào, sắc mặt có chút nặng nề. Mắt thấy già trẻ nhà họ Tả đi vào, Hạ Vãn Lộ đứng bên ngoài không biết nên đi đâu. Cánh cửa này của nhà họ Tả tới bây giờ cô đều không chân chính bước vào được. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, Thần An lại không có bên cạnh, cô làm thế nào bước vào chứ? Hôm nay gây ra họa vẫn là cô ư? Nếu như Diệp Khả Tâm thực sự xảy ra chuyện không hay, vậy cô và Thần An đều sẽ không yên lòng. Hơn nữa vừa rồi Diệp Khả Tâm còn nói cô ấy không phải lại không nhìn thấy nữa rồi chứ? Những lời này là ý gì? Chẳng nhẽ cô ấy từng bị mù ư? Cô nghĩ đến mình nên trở về cái tổ ấm của mình và Thần An trước kia, rời khỏi cái nơi mà cô không muốn nghĩ đến này. Trời, có một đôi tay mềm mại nhỏ bé nắm chặt tay cô, giọng nói mềm mại ngọt ngào của Y Thần vang lên. Mợ Út à, chúng ta vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm. Cô cứng ngắc bước theo Y Thần, bàn tay mềm mại ấm áp của Y Thần từng chút thấm sâu trong lòng cô. Có người yêu mến cô giống như khoác lên cái áo bông, cũng dần ấm áp. Cô có Y Thần,
Con có y thần nhớ đến sự tồn tại của cô, thật tốt quá. Nhưng mà thực ra y thần cũng không thuộc về cô, mà là cô mượn về. Tự dưng cô bỗng dưng cảm giác như không có chỗ nương tựa. Có lẽ là bởi vì thần An không có đây, cô mới có cảm giác này. Cô quá lệ thuộc vào thần An rồi. Cảm giác này làm cô lo sợ, cho nên cô bế y thần, mặt dán lên bả vai nho nhỏ của bé, không khỏi sinh ra cảm giác gắn bó thân thiết. Cô lại có cảm giác mãnh liệt gắn bó với đứa trẻ của người ta. Điều này làm cô cảm thấy kỳ quái, cũng rất ấm áp. Cô không biết người nhà họ Tả có ý kiến gì với cô. Mới vừa rồi Tiêu Hàn khiển trách cô, như thể ngoại trừ chiếc xe đầu tiên có thần An và Tả Tư Tuyền, những người còn lại đều nghe hết. Cho nên chỉ ôm y thần cúi đầu, giống như y thần là người duy nhất trên đời cô có thể nương tựa vào. Không khí trong nhà trầm lắng khó chịu. Ông nội Tả cũng đã vào phòng không ra nữa. Mấy đứa trẻ bình thường ở trong nhà rất quậy, đùa nghịch cũng không gây ồn nào. Sau một hồi, trước mắt Hạ Vãn Lộ bỗng có bộ quần áo. Quần áo em ướt rồi đấy. Đây là của chị, sạch sẽ, em đi thay đi. Hạ Vãn Lộ biết người đang nói là Loan Loan. Nhà Loan Loan cũng trong đại viện, rất gần nhà họ Tả. Vừa rồi cô ấy vào nhà lấy đi ra ngoài, hóa ra lấy quần áo cho cô. Cảm ơn ạ. Cô nhận lấy đi vào phòng tắm. Bố cục nhà họ Tả cô thực sự quen thuộc. Trở ra thấy Loan Loan mấy đứa bé đang xem phim hoạt hình, Tống Sở cũng đang ngồi. Thần Y nói với cô: Lộ Lộ này, theo chị vào phòng bếp mang chút gì ra ăn đi. Cô cũng không muốn đợi ở phòng khách. Ở nhà họ Tả trừ y thần cũng chỉ có Thần Hy là người cô quen thuộc nhất. Vì vậy cô đi theo vào phòng bếp. Trong phòng bếp, thức ăn còn bừa bãi trên đất. Mấy vết máu của Diệp Khả Tâm cùng nước hòa cùng nhau, cô thậm chí không dám dẫm lên. Thần Hy thấy vậy, tay chân nhanh nhẹn dọn sạch sẽ thức ăn bừa trên đất, mỉm cười với cô: Được rồi đấy, có thể vào, em vào đi. Tình hình bây giờ không cần làm bữa tiệc gì lớn nữa, nấu chút mì sợi ăn là được. Dạ. Cô gật đầu, Thần Hy mỉm cười càng làm cô cảm thấy chua xót. Trong ấn tượng của cô, Thần Hy là người ấm áp. Ban đầu lúc nghe cái tên này, cô cho là hai chữ này là tia nắng ban mai. Mà quả thật chị Thần Hy quả thực như tia nắng ban mai, ấm áp tốt đẹp. 5 năm trước cũng vậy, mà 5 năm sau vẫn thế. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau khi Tiêu Hàn cho cô cái tát vẫn là như vậy. Cô rất cảm kích, nhanh nhẹn thay Thần Hy nấu nước. Thật ra nấu mì là chuyện hết sức đơn giản, Thần Hy căn bản không cần đến cô giúp một tay. Gọi cô vào chỉ là có lời muốn nói với cô đi. Mà quả nhiên thực sự cô đoán đúng. Thần Hy vừa băm thịt vừa chậm chậm mở miệng: Lộ Lộ này, thực ra thì Khả Tâm với em trai chị quay bên nhau trong bệnh viện. Khi đấy Thần An đã phẫu thuật xuất viện, nhưng phải định kỳ đến bệnh viện làm kiểm tra. Em biết đấy, Thần An là cấy ghép giác mạc mới phục hồi được thị lực. Mẹ chị nói mắt nó có thể hồi phục cũng nên cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Chúng ta phải bày tỏ lòng cảm ơn, phải làm nhiều việc thiện tích đức. Bất kể sau này mẹ chị biến thành người thế nào, hoặc là nói đối với em ra sao, bà ấy lúc nói ra những lời này vẫn rất có đạo lý. Quả thật cả nhà chúng ta đối với việc có thể lấy lại ánh sáng của Thần An lòng đầy cảm kích. Chúng ta lập nhiều quỹ từ thiện, hàng năm ủng hộ cho sự nghiệp từ thiện. Em trai chị cũng thế, đối với việc làm từ thiện cực kỳ ham thích. Khi đấy Khả Tâm chỉ là bệnh nhân mù của bệnh viện, mỗi lần em trai chị đi kiểm tra cũng đến khoa mắt xem một chút, nhìn kỹ một chút những bệnh nhân mù. Bọn họ chỉ là quen biết nhau ở đó. Khi ấy Khả Tâm bi quan, chị không biết nguyên nhân có phải vì em trai chị không. Sau đó cô ấy có niềm tin vào cuộc sống. Tóm lại sau đó rất quý trọng em trai chị. Chị nghĩ trong sự việc này Thần A là nhân vật góp phần tích cực nhất. Chị là em không cần lo lắng đâu. Đối với em trai chị mà nói, Khả Tâm chỉ là nhân vật trong sự nghiệp từ thiện của nó, không hơn tí nào. Chương 229, Khả Tâm sao rồi? Hạ Vãn Lộ cảm thấy Thần Hy có thuật đọc tâm, và giờ phút này lại là người duy nhất quan tâm đến tâm trạng cô. Ngay cả Tả Thần An lúc này chỉ sợ không thể phân thân ra chiếu cố đến cô. Cô cười: Ừ, em hiểu ạ. Cuối cùng cô nói thêm một câu: Cảm ơn chị Thần Hy. Thần Hy hơi chấn động, ánh mắt nhìn cô hết sức phức tạp, cuối cùng là mỉm cười dịu dàng: Quần áo của chị dâu em mà không hợp, lớn quá, hay em quá gầy đấy, phải nuôi mập thêm mới được. Cô nghĩ nói cảm ơn lần nữa, nhưng cảm thấy quá kiêu ngạo, cô chỉ ừ một tiếng rồi không hề nói gì thêm. Đã từng cùng Thần Hy, cũng là ở trong đại viện này, từng có đoạn thời gian thân như bạn tốt. Lúc ấy, cô vẫn là y tá, vô ưu vô lo Hạ Vãn Lộ. Thần Hy mới vừa cưới không lâu, thường thường trở lại thăm ông nội cùng em trai, dạy cô lái xe chính là Thần Hy. Thời gian 5 năm, làm cho Thần Hy thành thục không ít, giữa hai người không biết tại sao không còn thân thiết như ngày trước.
cho đôi mắt Thần Hy nhiều hơn chút dấu vết năm tháng. Cô cảm thấy cô không nắm bắt được ánh mắt của Thần Hy. Chỉ là giống như trước kia, cô cảm kích Thần Hy, một là bởi vì cho cô bảo bối thiên sứ, thứ hai là vào thời khắc như hôm nay, là người duy nhất mỉm cười với cô. Hai người rất nhanh liền nấu mì xong, bưng từng chén ra ngoài. Ông nội Tả cũng đi ra. Hà Vãn Lộ ngồi cạnh bàn ăn, một miếng ăn cũng không trôi. Sinh nhật ăn mì, Hà Mỹ trường thọ. Nhưng hôm nay người nào có thể bưng tô mì nói một câu sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ đây? Có Tống Hạo Nhiên. Đứa bé không hiểu chuyện ở trước mặt ông nội lấy lòng. Ông cố ngoại sinh nhật vui vẻ ạ. Nhất thời Thần Hy cùng Tống Sở thiếu chút nữa bị sặc. Tống Sở vội vàng muốn con nói ít lại, ăn nhanh một chút. Ông nội Tả cũng không tức giận. Cảm ơn cháu cố. Đứa trẻ này khi còn bé là đáng yêu nhất. Ba đứa cháu khi còn bé cũng là miệng lưỡi ngọt ngào, làm người ta yêu thích không thôi. Càng lớn thì càng kỳ cục. Xem những chuyện vừa xảy ra đi. Cái này là chuyện gì? Chỉ là buổi sinh nhật nho nhỏ của ta, lại có hai người phụ nữ tới cửa, là muốn cho Tiểu Tam Nhi có vợ lớn vợ nhỏ đầy đủ à? Ông nội à, Khả Tâm chỉ là con gái nuôi của mẹ. Làm sao Thần Hy không biết ý định của mẹ chứ? Chỉ là vẫn ở trước mặt ông nội cho một lời giải thích. Cái gì làm ướt đấy? Ta no rồi, đi ra ngoài dạo đây. Các người ăn đi nhá. Ông nội Tả ném chiếc đũa xuống, đi ra cửa tìm lão hàng xóm đi dạo. Giống như đối với chuyện Khả Tâm bị thương không để trong lòng. Đúng, cả đời ông cụ có trường hợp nào chưa từng gặp qua. Một cái dịp ra không đủ làm ông để trong mắt. Trò cười lần này theo ý ông chỉ là một trò hề. Ông cụ vừa đi, Tả Tiểu Bàn liền muốn đi về nhà ông ngoại. Không khí nơi này cậu bé không thích. Cậu bé ở Mỹ một hồi, Tống Hạo Nhiên cũng muốn đi theo. Bé vừa mới bị ba mắng, mới không muốn ở lại nơi này. Lằng nhằng một hồi hai cậu bé đi rồi, duy chỉ có Y Thần. Bất luận Tống Hạo Nhiên gọi bé thế nào, bé đều không chịu đi, chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh Hạ Vãn Lộ. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Mùa đông ban ngày vốn ngắn, rất nhanh màn đêm hoàn toàn bao phủ. Tống Sở nhận điện thoại, cũng nói là có chuyện, đi ra ngoài. Chỉ còn lại Thần Hy mang cô cùng Y Thần. Khẩu khí lúc này càng thêm nặng nề. Mợ Út à, mẹ, Thần Hy hát cho hai người nghe nhá. Đứa bé không biết thời điểm nào thích hợp ca hát, chỉ là đơn thuần bé ca hát có thể làm mẹ cùng mợ Út vui. Được rồi, mẹ thích nghe. Đối với Y Thần, từ trước đến nay Thần Hy đều là cưng chiều, gần như xin gì được nấy. Huống chi lúc này Y Thần rõ ràng trêu chọc họ vui, có thể làm cho bé thất vọng sao chứ. Y Thần hứng chí bừng bừng bắt đầu hát. Một bài qua đi, Thần Hy cùng Hạ Vãn Lộ vô cùng nể mặt vỗ tay cổ vũ. Nhưng Hạ Vãn Lộ không che giấu được tâm tình xuống thấp. Thần Hy rất vui, hát một bài lại một bài. Lúc đầu Hạ Vãn Lộ có thể chăm chú lắng nghe, từ từ liền thất thần, vỗ tay có chút qua loa. Y Thần không hát nữa, cực kỳ hiểu chuyện cầm tập tranh ngồi bên người cô lật xem. Cuối cùng, điện thoại Thần Hy vang lên. Là Thần An. Sau khi Thần Hy nói với cô, lập tức liền nhận. Này Thần An, thế nào vậy? Không biết Thần An ở bên kia nói những gì, chỉ là Thần Hy không ngừng đáp tốt tốt tốt. Đợi cô ấy nói xong điện thoại, Hạ Vãn Lộ dùng ánh mắt khẩn trương mong đợi nhìn cô. Thần Hy Trần An mỉm cười. Thần An nói gọi điện thoại cho em nhưng không ai nhận, hỏi em đang làm gì. À, em không mang điện thoại ạ. Lúc đi ra khẩn trương cũng hốt hoảng, di động rơi ở nhà. Thần Hy gật đầu. Ừ, Thần An nói muốn chị chăm sóc em thật tốt, nó nhớ em đấy. Cái này cô dĩ nhiên biết, nhưng tại sao Thần An không cùng cô nói vài lời? Lúc này cô muốn nghe nhất chỉ là giọng nói của anh. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cô vẫn là bị Thần An tìm lý do giải thích. Có lẽ trong bệnh viện lúc này đang bề bộn hỗn loạn, không biết Khả Tâm bị thương thế nào. Cô hỏi tiếp, Khả Tâm hiện tại thế nào ạ? Thần Hy lắc đầu, vẫn còn trong phòng cấp cứu, không biết thế nào nữa. Sao mặt Hạ Vãn Lộ rõ ràng tối sầm lại. Thần Hy thấy vậy an ủi, đừng lo lắng mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Làm sao Hạ Vãn Lộ không biết Thần Hy là muốn an ủi cô? Chính cô là y tá, tình hình lúc đấy cô cũng nhìn thấy, rất nguy hiểm. Thần Hy lại nói, mà đúng rồi, Thần An nói để cho em đi về trước, không nên ở trong đại viện suy nghĩ lung tung, không bằng chỉ đưa em và Y Thần về trước nhé. Anh ấy không nói lúc nào trở lại à? Cho dù biết anh lúc này không thể rời đi bệnh viện, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Thần Hy lắc đầu. Chị cùng nó chưa nói xong, bên kia lại bắt đầu ở Mỹ, Thần An cúp điện thoại rồi. Cô gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, em đi về trước đây. Ở chỗ này cô cảm thấy không cách nào tự nhiên được. Thần Hy cầm chìa khóa xe dắt Y Thần, ba người rời khỏi nhà họ Tả.
Sau khi về đến nhà, Hà Vãn Lộ mở tất cả đèn trong nhà, sau đó lấy quyển truyện ra. Ô Mi Thần kể chuyện xưa cho bé. Cô cảm thấy mình phải nói chuyện, nếu không sợ hãi trong lòng sẽ cắn nuốt cô. Kể xong một quyển truyện, cô đổi quyển khác, kể xong lại đổi. Cho đến cuối cùng, Y Thần bình thường thích nhất là nghe chuyện xưa, cô nghe đến mệt mỏi. Che cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp ngáp lên. Y Thần vừa ngáp vừa nói, mẫu đa không kể nữa. Hạ Bán Lộ xem đồng hồ, thế nhưng đã nửa đêm, khó trách Y Thần mệt mỏi thế này. Chính cô kể đến miệng đắng lưỡi khô luôn. Như là Thần An vẫn chưa về ư? Y Thần buồn ngủ hỏi, mẫu út, sao cậu út chưa về? Cô hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần một cái. Cậu út tạm thời không thể trở về, Y Thần ngủ trước đi có được không? Mí mắt trên dưới của Y Thần đã muốn đánh nhau, nhưng vẫn là dụi dụi con mắt, miệng cưỡng chống đỡ. Không cần, cậu út không về, Y Thần thức với mợ út. Tiểu quai quai này, bảo sao cô không yêu thương cho được chứ? Trong lòng Hạ Vãn Lộ một hồi ấm áp, nhìn lại lần nữa, bé đã nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trầm ổn. Đây là tiếng cười khẽ đầu tiên tối nay cô phát ra, là vì tiểu bảo bối này. Cô ôm Y Thần về phòng, nhẹ nhẹ đặt trên giường, mình cũng nằm cạnh con bé. Dán chặt vào thân thể mềm mại của nó, chỉ có ôm Y Thần, nội tâm một mảnh hỗn độn của cô mới có thể thoáng an bình. Chỉ là Y Thần ngủ, mà còn cô hai mắt tỉnh táo, làm sao có thể vượt qua đêm dài đau khổ này chứ? Điện thoại di động của cô để ở đầu giường, cô cách mấy phút nhìn thời gian một lần, chưa từng cảm thấy thời gian khổ sở thế này. Không biết xem thời gian có bao nhiêu lần nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho Thần An không. Nhưng vừa nghĩ tới chỉ trích của Tiêu Hàn, nghĩ tới máu theo làn nước lan tỏa đầy đất, cô liền rút lui. Vì vậy, tiếp tục đếm thời gian, cô tiếp tục chịu đựng thời gian. Một đêm này, cô cả đêm chưa ngủ, lỗ tai luôn bảo trì trong tình trạng khẩn trương cao độ, hy vọng nghe được tiếng động mở cửa. Nhưng mãi đến khi sắc trời trắng bệch, cô cũng không nghe thấy âm thanh mở cửa chờ mong. Cô cũng không nằm nữa, nằm cả đêm, suy nghĩ cả đêm, bắt đầu đầu căng thẳng, cô phải rời giường thôi. Vừa đứng dậy không để chính mình nhàn rỗi, vì vậy bắt đầu vào phòng bếp làm bữa sáng. Làm bữa sáng phong phú, món ăn càng phức tạp cô càng làm. Như vậy mới có thể khiến thời gian chờ đợi ngắn hơn chút. Khi cô làm xong toàn bộ bữa sáng, 9 giờ, Y Thần chưa có tỉnh lại. Tối hôm qua bởi vì theo cô, Y Thần ngủ quá muộn, cho nên cô không có ý định đánh thức Y Thần. Đang lúc cô không biết làm gì, chuẩn bị tìm thêm một chút chuyện gì làm, thì tiếng mở cửa vang lên. Tâm cô nhảy đến cổ họng, chạy gấp ra ngoài nghênh đón. Quả nhiên là anh. Anh về rồi ư? Cô tiến lên giúp anh treo áo khoác ngoài. Chỉ cảm thấy trên quần áo của anh ngưng một tầng không khí lạnh lẽo, lạnh thấm vào người. Ừ, đúng vậy. Bộ dáng của anh xem ra cực kỳ mệt mỏi. Anh ăn điểm tâm chưa? Em làm điểm tâm lấy cho anh nhé. Cô rất muốn hỏi vết thương của Khả Tâm, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Anh lắc đầu đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Không cần đâu, anh ăn một chút rồi. Cô đi vào theo, có muốn nói gì? Anh nằm vật xuống giường. Cô hiểu anh chắc chắn mệt muốn chết. Khả Tâm sao rồi ạ? Cô không nhịn được, thật cẩn thận hỏi.